Vâng, thưa quý vị, 100% đơn vị địa phương cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới ngay trong năm 2018 chính là một dấu ấn đậm nét mà Đồng Nai đạt được trong xây dựng nông thôn mới. Vậy đâu là những yếu tố chính tạo nên thành công trên? Đồng Nai sẽ có những kế hoạch gì để cụ thể hóa mục tiêu xây dựng nông thôn mới chỉ có bước khởi đầu chứ không có bước kết thúc? Khách mời của Trà Trưa hôm nay, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Văn Gọi sẽ thông tin cụ thể hơn về các vấn đề này. Vâng, thưa ông, Đồng Nai vừa là địa phương đầu tiên hoàn thành 100% các đơn vị cấp huyện hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Để theo ông thì đâu là những cái yếu tố chính góp phần tạo nên sự thành công này của tỉnh Đồng Nai? Trước khi có nghị quyết 06 thì tỉnh Đồng Nai đã chủ trương xây dựng nông thôn vốn có. Thời điểm này chúng ta tập trung phát triển sản xuất cũng như xây dựng cơ sở những hạ tầng thiết yếu. Như vậy là chúng ta đã đi trước một bước. Và sau này khi có chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thì chúng ta ráp cho chúng ta làm luôn. Thứ hai là trong lãnh đạo chỉ đạo chúng ta cũng có những cái khác biệt. Thứ nhất là chúng ta hoàn toàn chủ động. Thì trong khi người ta trông chờ trung ương để giải quyết thì Đồng Nai đã chủ động giải quyết về cơ chế chính sách cũng như những vấn đề phát sinh thực tiễn. Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai rất quyết tâm. Thành ra chính sự quyết tâm này, thành ra sự vào cuộc này thì tất cả các cấp các ngành đều vào cuộc. Và sau cùng hết thì sự quan tâm, sự chủ động, sự quyết tâm liệt của cấp ủy đảng và các thành tố trong hệ thống chính trị thì nó đã cuốn theo cái sự đồng lòng và cùng của nhân dân. Vậy thì trong cái thời gian sắp tới thì đâu là những cái việc làm, những cái kế hoạch mà Đồng Nai sẽ đặt ra để tiếp tục thực hiện chiến lược xây dựng nông thôn mới? Trước hết là khẳng định rằng là dù hoàn thành 100% số xã, 100% số huyện, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Mà chương trình xây dựng nông thôn mới thì là một chương trình có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Có nghĩa là việc chúng ta phải tiếp tục làm, và thậm chí theo tôi thì chúng ta làm nhiều và làm mạnh hơn nữa. Thì cái trọng tâm của giai đoạn tiếp theo là chúng ta triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao và nâng thôn mới kiểu mẫu. Và thứ hai nữa là sau để cho nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đạt hiệu quả cao hơn thì chúng ta cần phải xây dựng những cái đơn vị nhỏ hơn, là những khu dân cư kiểu mẫu, những tuyến đường kiểu mẫu, vân vân. Thì hàng loạt những cái đó thì nó góp ra một cái nông thôn tươi đẹp hơn, phát triển bền vững hơn, đó dân cư nó khá giả hơn. Như ông vừa nhắc đến là cái việc xây dựng nông thôn mới là một trong những yêu cầu và chương trình hướng đến, đó là nâng cao thu nhập của người dân. Vậy thì chúng ta sẽ có những cái cách như thế nào để đạt được mục tiêu này? Thì sắp tới đây sẽ tập trung để khai thác hết mọi cái tiềm năng để nó nâng cao thu nhập hơn nữa đối người dân. Cụ thể là nếu từ sản xuất nông nghiệp thì chúng tôi sẽ chuyển đổi mạnh cái cơ cấu là của sản xuất nông nghiệp theo cái hướng là gia tăng giá trị, và đồng thời là chúng ta tập trung chế biến, nhưng mà quan trọng hết là thực hiện cái chuỗi liên kết để người dân tránh được những rủi ro do cái thị trường mang lại. Như vậy là thì sản xuất nông nghiệp nó sẽ ổn định hơn. Cái thứ hai nữa là phát triển chương trình ô cốp để khai thác mỗi cái, để người dân phát triển được mỗi sản phẩm mà có lợi thế, mang chất so sánh của mình, rồi mang cái sản phẩm đó đem xúc tiến thương mại, đem quảng bá để cho quá trình hoàn thiện lại để đi ra những thị trường xa hơn. Và đồng thời chúng ta phát triển những vùng du lịch mang chất là nhất là du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, du lịch thưởng lãm ở nông thôn. Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này.